Lộc, Lộc, Mượn, Lộc, tiếp tục là Hậu, Kha, quá đẹp, Tân. Chào mừng các bạn đến với kênh Bóng Chuyền Miền Tây. Thì trận đấu diễn ra giữa thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải. Điểm 1-0. Điểm thị xã 1-2. Lộc, Lộc, bóng tốt. Điểm 3-1. Điểm 2-3. Điều trắng bóng tốt. 3 điều. Điểm Nguyễn Hải 5. Bóng tốt 6-3. Trận đấu này thì giữa huyện và thị xã Duyên Hải hết rồi mọi người. Bóng ngoài. Điểm thị xã 4-6. Bóng còn Hiền đã bóng tốt. Điểm 5-6 cho thị xã. Bóng còn quá hay. Ai đây? Tân. Tân đặt bóng tốt. Điểm 7-5. Điểm thị xã 6-7. Tân rất tiếc. Bảy điều. Tiếp tục là Tân. Bóng còn. Tân. Bóng vẫn còn. Trống. Quá nhẹ nhàng. Minh. Bóng còn. Minh đập bóng tốt. Điểm 8-7.
bóng co, Ngọc chắn bóng tốt, điểm 9-7. Điểm 8-9. À đây, Minh bóng ngoài, rất tiếc, 9-9. Lộc điểm thị xã 19. Lộc đập bóng rồi tôi dám ra ngoài. Điểm mọi điều. Bóng không sang lưới. Điểm 11-10. Mến đập. Đập bóng tốt của mình. Điểm 12-10. Điểm thị xã 11-12. Tiếp tục là Minh. Điểm 12-12. Tiếp tục là Minh. Đặt bóng tốt. 13-12. Bóng còn. Bóng vẫn còn, thủ quá tốt. Bóng lỗi, điểm Nguyễn Nhân Hải 14-12. Thảo. Bóng còn. Quá hay. Bóng đập, bóng vẫn còn, quá hay. Ai đây? 10. Bóng vẫn còn, quá tốt. Ai đây? Lộc. Bóng ngoài, rất tiếc. Hết lâu. Tiếp tục là lâu. Điểm 14-14. Thị xã 15-14.
thật. Điểm Duyên Hải 15 đều. Bóng còn. Tiếp tục là Hảo. Đặt bóng tốt. Điểm 16. 15. Điểm 17, 15. Điểm số hiện tại thị xã 17, huyện Duyên Hải 15. Đắp bóng còn. Kha. Đắp bóng, chắn bóng chạm lưới. Tốt. Điểm 19. 15. Lý. Bóng ngoài. Điểm 20-15. Tân. Đập bóng tốt. Điểm 16-20. Tốt. 17-20. Hậu. Quá hay. Bóng còn. Rất tiếc. Một pha bóng không hiểu ý. Điểm 18-20. Thị xã xin hỏi ý. Điểm số huyện Duyên Hải 18, thị xã 20. Kha. Quá đẹp. Kha đập bóng tốt của Kha. Điểm 21-18. Bước 1 Hảo. Điểm 22-18. Tăng. Bóng ngoài. 23-18. Bóng thuận thẳng lưới. 19-23. Quả quy lực. Bóng vẫn còn. Hiền. Bóng vẫn còn. Tăng. Đập
bóng tốt. Bóng còn. Khá. Bóng vẫn còn, thủ quá tốt. Tiếp nữa. Không hiểu ý. Tăng. Bóng ngoài. 24-20. Bóng không thành lưới, điểm 21-24. Kết thúc, thị xã dẫn trước 1-0.